You get me this one for 1.10 Vietnam dong. For three, for three. Yes, yes, Vietnam dong. 75. Yes, yeah, yeah. For three. Thì sẽ xóa cái 60.000 được. No, ba cái đâu, có mình ăn một cái à, 120.000 là nhân cho ba cái này. Rồi, đấy, 100.000. 700.000. Yeah. 700. À. 700.000 ạ. Chủ sạp bán ba đôi vớ 60.000 đồng, ly nói khách với khách nước ngoài 700.000 đồng và cái kết bị đình chỉ kinh doanh. Những ngày gần đây trên mạng xã hội xôn xao clip một nam du khách người Nhật Bản đến sạp hàng thời trang ở chợ Bến Thành hỏi mua ba đôi tất được báo giá 700.000 đồng. Theo đoạn clip, khi du khách này hỏi mua và cho biết trả bằng tiền Việt, người bán bấm trên máy tính con số 75. Sau đó nam du khách trả giá bằng tiếng Việt, ba cái 60.000 đồng được không? Người bán không đồng ý và giải thích một cái 250.000 đồng, nhân cho ba cái là 750.000 đồng, nhưng chỉ lấy 700.000 đồng cho ba cái. Nam du khách không tin vào tai mình và phải hỏi lại đến 2 lần, giá là 700.000 đồng. Thì tiểu thương lý giải cái này phải đẹp, chất lượng. Vì khách tiếp tục nói, làm sao mà 700.000 đồng được, 700.000 đồng đắt quá, và tỏ ý không muốn mua nữa. Tuy nhiên, người bán này nỉ, bao nhiêu cứ trả được thì bán, cứ trả đi, bao nhiêu, ok I sell. Khó xử trước tình huống này vì khách trả giá còn 60.000 đồng, người bán liền nói, 60.000 đồng ba cái làm gì có. Đồng thời tiếp tục mời bao nhiêu mua được hết giá, 150.000 đồng đi, 150.000 đồng đi, ba cái. Khi thấy nam du khách quyết liệt không mua, người bán vội chốt, bán 60.000 đồng mua không. Nhưng vị khách vừa cười rời đi và nói, trốn thôi. Liên quan đến vụ việc này, đại diện ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội, ban quản lý đã tiến hành rà soát và mời tiểu thương làm việc. Đây là hộ kinh doanh vừa mới thuê sạp bán hàng tại chợ được vài tháng. Theo quy định, các tiểu thương phải thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết để không gây nhầm lẫn cho khách hàng. Theo vị này, chợ Bến Thành là một trong những nơi không thể bỏ qua của du khách khi du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, và đây cũng là cơ hội lan tỏa hình ảnh thành phố như một điểm đến an toàn, thân thiện. Đại diện ban quản lý chợ Bến Thành cho biết, vị du khách trên là Kiki, một YouTuber nói tiếng Việt rất tốt, là bạn của một người Nhật bán cà phê trong chợ. Kiki thường hay quay clip để giới thiệu cho khách Nhật khi đến Việt Nam, cũng như quảng bá sản phẩm của Việt Nam và Nhật Bản. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.